Hello, em chào các cụ nhé. Hôm nay em lại tiếp tục xuống hồ câu Hoan An ở dưới Vĩnh Phúc. Hôm nay em đi cùng Khoai với Lốc. Khoai với Lốc vừa đổ mồi, em thì em chuẩn bị đổ mồi cụ nhé. Đây là cụ Long. Hôm nay em đánh 10 cái lốc, hồ này sâu tầm gần 4 mét. Nhưng mà thêm một nắp màu xanh với nửa nắp thính dụ mới nửa nắp màu đỏ các cụ nhé. Đợi tầm 15 phút nữa em đổ mồi. Em vừa ra cần nên đánh tầm mùa 65 mét cũng. Đây, em ngồi này. Hôm nay tôi cần mới em tình hình nào không biết bị đứt trục không. Các cụ chúc em may mắn nhé. Này chị chủ hồ kìa. Các cụ theo dõi chắc là biết chị chủ hồ này. À. Chúc cụ may mắn lần sau gì. Các cụ hôm nay chúc em may mắn để tôi cần lấy 2-3 con nhé. Có video đẹp nhất cho cụ xem nhé. Phải em tít kìa. Tuần nào cũng xuống cá, nghĩa là không xuống nhiều, mỗi một tuần xuống độ 30 đến 40 con đèn một. Sau 3 thì mà không thấy gì. Mới đổ mồi được tiếng các cụ nha. Mới rồi, khai cần mới à. Cần mới các cụ nha. Hồ hòa rất kinh. Kiểu gì cũng bong. Ác đấy nhỉ. Con này khi là con Hugo ấy. Lòng cần nghĩa là thế nào. Tưởng cần 4m10 không giật. Thế là vẫn giật được của. Giật rất kinh. Mạnh thế. Hai cần mới xem là có gãy được cần không à. Mãi không kéo được vào bờ của. Nông ra xúc cho anh Hào không? À một còng vút cái này thì phải đẳng cấp luôn đó.
nông gia súc cho anh Hà phát. Đấy anh em nhà hồ vẫn còn rất nhiều chỗ ngồi. Hôm qua các cụ đêm qua lên cá rực rỡ luôn. Đèn đấy. À, con này phải chục cân rồi. Ôi đúng rồi, kia ra nào đặng. Này vẫn rời ra được. Đấy kìa, đấy xúc chặt rồi, thôi vào vật rồi. Thôi thôi. Vào cú vật rồi. Cũng phải chục cân. Cá vàng, cá vàng. Con này quá cú ngon. Con này được chục cân là cái chắc. Con này bị gan viêm gan B rồi. Rồi cho đây xem. Bây giờ đi nhốt cá này. Ông rồi. Vâng. Tuấn lùn vào Long. Yeah, bò kinh. Trên này. Video này không của ngon. Yeah. Chạy ghê. Chào anh em nhá. Vào vlog ạ. Lên bờ nhá. Này, trên giật bom cá. Ô, làm gì ấy? Cần thủ quay đây. Thẳng dây thế. Anh xúc em phân. Vâng, anh qua rồi. Qua rồi. Đấy đâu? Vào đây anh. Xem tuyên xem video của anh. Ông này là ông hào tóc dài. Chè to thế. Đây con này ngon đấy. Yeah. Ê, con này to thế, chép giòn à. Nó to thế. Quá to. Con nhìn đen là chép. Nhưng mà cũng vậy. Lè lưỡi phát lại. Không những thích cái
giờ hai anh em về? 5 giờ. Để tao tiêu tất cả hai ổ này cho tao không đánh được. Tiêu lại xem cho tí Hải Loan ra đánh. Còn ổ một tổ đấy thì có đánh được. Ổ này tiêu cho Hải Loan nó ra đánh. Chưa hết. Có gì mà ăn đâu. Lệch so với ổ bộ thằng Tiến lên Hải Loan hay đánh có 2 mét rồi thằng nó ngồi ở cái sạc này thằng nó chi nó lại một cái đạn Tiến gì mà đánh trước đấy rồi nó loanh quanh trước đấy là Hải rồi thằng Hải Loan thì thằng chuyên đánh ốc không có ốc hóa đừng có bao giờ hóa ốc cò Tiến đen Hải Loan thằng Hải Loan bây giờ thì có bao giờ đánh ốc hóa đấy này thằng Hải Loan cũng đen cũng dư rồi. Chết rồi. Đang nhìn trong điện thoại nó quay ngược lên khoảng. Thấy chưa? Thấy anh nói chuẩn không? Chú cứ xài lời chạy cho nó tí nữa chú làm vài con. Vừa bán xong con lại bắt cái con nữa rồi. Đúng không? Anh vừa nói mồm xong đúng không? Đang nhìn trong điện thoại nó chổng ngược từ từ lên. Cần này vía đỏ đấy. Chép vào bồn. Vì nhìn thấy đầu cần này nó không vả, nếu đen thì vả rồi. Nó thở đây chỗ này. Cần thì cần A thôi. Đen là phải vả rồi. Vả kinh kinh. Đổ đen kiểu gì cũng vả. Chưa biết đâu. Lúc nãy kéo vào đây còn đến bờ mới biết là con nhà to không ạ. Còn lúc nãy 10 cân của anh ạ. Ôi chép. Chập cổ. Con chập cổ. Ồ. 20 cân. Con này 20 cân. Con này 8 cân. 20 cân. Sang luôn đi. Cà phê đi. Con này không có được rất giòn nên nào. Nhìn đẹp đẹp ạ. Chốt số vào rồi. Kéo thế là kiểu gì nó vả. Ừ, vào mồm nó vả. Vả tinh tinh. Mẹ chép mà tàm lay thì mày chỉ có chạy như con. Lưỡi to ông thở. Thế mà lưỡi to thế mà ông thở. Đám vào anh em mà đánh mày đồ to nó quen. À đây vừa nãy có mới đang hỏi vua chép bé này. Đâu rồi lúc nãy thằng hỏi đâu nhỉ? Thế cơ. Hello, em chào các cụ nhé. Hôm nay em bắt đầu kết thúc các câu ở dưới hồ câu Ngoan An, dưới Vĩnh Phúc các cụ nhé. Hôm nay em đánh tầm độ 65 mét. Hôm nay em được 2 chép 1 đen. Giật 4-5 cái thì không dính, không chạm. May quá lại chạm được một con đen cũ tầm đầu 10 mới 2 chép, 1 chép đầu 8, 1 chép đầu 4. Đây là chủ hồ hồ câu Ngoan An nha các cụ nhé. Hôm nay là cũng là xuống lần đầu tiên dưới hồ, cũng chả biết điểm nào cá đi ăn, nhưng mà cũng là may mắn của mày. Qua về lốc thì giật mấy phát điền nhưng cũng được con đen đầu chín. Ổ khoa cũng thở, cũng đè mấy phát nhưng mà nó ăn nhẹ, cá ăn nhẹ nên khoa nó đánh hơi chậm, không thua của mày. Có hôm nay thì em được ba con lâu lắm không đi, hôm nay đi tôi cần mới lại rực rỡ của đấy, tôi còn cần mới đấy, tôi còn cần mới cũng nhé. AX luôn, phang cho nó căng tay. Và em kết thúc này ca câu đây các cụ. Nhớ vào xem video và like và đăng ký kênh cho em nhé, để em ra những video đẹp nhất cho cụ xem nhé.